Thưa quý vị và các bạn, hiện là cao điểm mùa khô cũng là thời điểm thời tiết thuận tiện cho việc tăng tốc thi công các công trình dự án. Tại công trường thi công dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, gần 4.000 kỹ sư công nhân cùng với khoảng 2.000 máy móc, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật đang trong tinh thần ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, chạy đua với thời gian để công trình trọng điểm quốc gia về đích đúng tiến độ, ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Công trình đường cất hạ cánh sân bay Long Thành có chiều dài 4.000m, rộng 45m, hai lề vật liệu rộng 15m. Đây là hạng mục chính của gói thầu 4.6 đường cất hạ cánh, đường lăn sân đổ sân bay Long Thành. Hạng mục này được khởi công từ ngày 31 tháng 8 2023. Đến nay công tác thi công đường cất hạ cánh đang bám sát tiến độ. Về cơ bản đã hoàn thành các hạng mục nền đất, nền cát, 70% lớp cấp phối đá dâm và đang triển khai lớp bê tông xi măng đại trà. Hiện trên công trường, các nhà thầu huy động hơn 1.500 kỹ sư, công nhân và hơn 350 máy móc, phương tiện, trang thiết bị thi công để dự án hoàn thành và bay hiệu chuẩn trước ngày 30 tháng 4 năm 2025, vượt 3 tháng so với hợp đồng. Thi công trên tinh thần là ngày đêm, không kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ, thi công 3 ca 4 kíp, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương. Thi công trên công trường là tranh thủ mọi lúc mọi nơi để thi công đảm bảo tiến độ. Cùng với đường băng, các hạng mục nhà ga T1 và đài kiểm soát không lưu được xem là trái tim, khối óc của sân bay cũng được triển khai đồng bộ với tinh thần vượt nắng, thắng mưa để đưa dự án về đích đúng tiến độ với chất lượng và an toàn cao nhất. Với một cái sự quyết tâm của các đơn vị trong cái điều kiện thời tiết và cũng như là sự phối hợp, điều phối của các bên, đặc biệt là chủ tư, tư vấn giám sát, thì phần hạng mục công trình nhà ga hành khách sẽ bám sát tiến độ. Phát biểu tại lễ phát động thi đua hoàn thành thi công và khai thác kỹ thuật công trình đường cất hạ cánh sân bay Long Thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2025 do ACV tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn khẳng định: Chúng tôi sẽ giao cho các đơn vị, các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, xây dựng xác định những cái mốc cụ thể và quyết tâm phải phấn đấu hoàn thành là 3K 4 kíp, vượt nắng thắng mưa, quyết tâm hoàn thành. Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình trọng điểm của trọng điểm quốc gia. Việc sớm đưa sân bay vào khai thác giúp phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có điều kiện đột phá phát triển. Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết, cùng với sân bay, hàng loạt công trình hạ tầng giao thông kết nối cũng đã và đang được triển khai đồng bộ để đảm bảo sự liên thông, liên hoàn, giúp dự án phát huy tối đa hiệu quả.